Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao mới nhất, nóng nhất chúng tôi vừa cập nhật. David De Gea, phượng hoàng tái sinh từ Serie A, tưởng như đã qua đỉnh cao sự nghiệp. David De Gea lại hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo của Fiorentina tại Serie A. Sau khi rời Manchester United vào mùa hè năm 2023, nhiều người tin rằng thời kỳ đỉnh cao của David De Gea đã qua. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha khiến tất cả phải suy nghĩ lại khi anh gia nhập Fiorentina và hồi sinh mạnh mẽ tại Serie A. Ở tuổi 33, De Gea có phần quan trọng giúp Fiorentina duy trì chuỗi 6 trận bất bại và giữ vững vị trí top 4 trong Serie A. Đặc biệt, trong trận đấu mới gần đây gặp Genoa, ngôi sao người Tây Ban Nha có những pha cứu thua xuất sắc, bảo toàn chiến thắng 1-0 cho đội nhà. Với những thống kê nổi bật như dẫn đầu Serie A về tỷ lệ cứu thua 79% và đứng thứ hai về số lần cứu thua mỗi 90 phút 23 lần. De Gea khẳng định rằng anh vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. De Gea gia nhập Manchester United vào năm 2011 khi mới 20 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Trong suốt 12 năm khoác áo quỷ đỏ, anh giành nhiều danh hiệu cao quý như chức vô địch Premier League mùa giải 2012-2013, bỏ túi hai giải thưởng găng tay vàng và là cầu thủ duy nhất của Manchester United có mặt trong đội hình tiêu biểu của PFA 5 lần. Đặc biệt, De Gea phá kỷ lục giữ sạch lưới của huyền thoại Peter Schmeichel, khắc tên mình vào lịch sử câu lạc bộ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, phong cách chơi bóng của bóng đá hiện tại cũng đã thay đổi và điều đó ảnh hưởng đến vị trí của De Gea tại Manchester United. Huấn luyện viên Erik ten Hag, người được bổ nhiệm vào mùa hè 2022, ưu trụ thủ môn có khả năng chơi chân tốt và tham gia xây dựng lối chơi từ hàng thủ. Đây không phải điểm mạnh của De Gea và anh dần bị mất vị trí vào cuối mùa giải 2022-2023. Với phong độ có phần suy giảm, sự ra đi của cựu sao Atletico là hệ quả của những thay đổi này và De Gea chấp nhận chia tay Manchester United sau hơn một thập kỷ cống hiến. Sau khi rời Old Trafford, De Gea đối mặt với giai đoạn khó khăn khi phải tìm kiếm bến đỗ mới. Được Fiorentina ngỏ ý chiêu mộ, De Gea nhanh chóng đồng ý và ký kết hợp đồng với đội bóng Italia vào mùa hè 2024. Đây được coi là quyết định mạo hiểm, nhưng chứng minh hiệu quả khi thủ thành người Tây Ban Nha ngay lập tức thể hiện phong độ đỉnh cao trong màu áo giờ Viola. Ngay từ những vòng đầu Serie A, De Gea gây ấn tượng với những pha cứu thua tuyệt vời. Đặc biệt, trong trận đấu với AC Milan, anh xuất sắc cản phá thành công hai quả phạt đền từ Theo Hernandez và Tammy Abraham, góp phần lớn giúp Fiorentina giành chiến thắng quan trọng. Bên cạnh đó, De Gea còn ghi điểm với người hâm mộ như khả năng giữ sạch lưới, bảo toàn chiến thắng trong nhiều trận đấu. Những màn trình diễn chói sáng của De Gea tại Serie A chứng tỏ rằng anh không hề sa sút mà vẫn còn là một thủ môn đẳng cấp. Khả năng phản xạ tuyệt vời, kỹ năng đọc tình huống xuất sắc cùng với kinh nghiệm dày dặn giúp anh trở thành một chốt chặn đáng tin cậy. Điều này cũng cho thấy rằng đôi khi sự phù hợp với môi trường mới là yếu tố quan trọng để một cầu thủ có thể phát huy hết khả năng của mình. Trong khi De Gea tỏa sáng tại Fiorentina, Manchester United gặp khó khăn với người thay thế anh là Andre Onana, được đưa về từ Ajax với mục tiêu thích nghi với lối chơi kiểm soát bóng từ hàng thủ mà Ten Hag ưa chuộng. Onana không đạt được kỳ vọng trong những trận đấu đầu tiên. Cựu thủ môn Inter Milan mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng, điển hình là trong trận hòa 3 đều với Galatasaray tại Champions League mùa trước. Tính đến nay, Manchester United vẫn chật vật ở giữa bảng xếp hạng Premier League mùa giải 2024-2025 và hàng thủ không ổn định của họ khiến huấn luyện viên Ten Hag bị mất việc vào đầu tuần này. Sự đối lập giữa phong độ của De Gea tại Fiorentina và Onana tại Manchester United cho thấy rằng đôi khi vấn đề không phải ở cầu thủ mà là sự phù hợp với hệ thống chiến thuật của câu lạc bộ. De Gea, một thủ môn có phong cách cản phá thiên về phản xạ, không phù hợp với lối chơi của Ten Hag nhưng hoàn toàn phù hợp với Fiorentina. Ngược lại, Onana mặc dù là thủ môn xuất sắc với khả năng chơi chân lại chưa tìm được sự ổn định tại Manchester United. Ngoài De Gea, một cựu cầu thủ khác của Manchester United cũng có màn trình diễn xuất sắc tại Serie A là Scott McTominay, tiền vệ người Scotland gia nhập Napoli dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte và nhanh chóng trở thành một nhân tố quan trọng trong đội hình đội bóng này. Với 3 lần góp công và bàn thắng sau 8 trận đấu, McTominay đang thể hiện phong độ ấn tượng giúp Napoli duy trì vị trí đầu bảng Serie A. Anh cho thấy rằng cũng như De Gea, đôi khi sự thay đổi môi trường thi đấu có thể là chất xúc tác để các cầu thủ phát huy tối đa tiềm năng của mình. Với David De Gea, anh không chỉ cho thấy rằng mình vẫn là một trong những thủ môn hàng đầu mà còn khẳng định giá trị của kinh nghiệm và bản lĩnh trong sự nghiệp của mình. Sự hồi sinh tại Fiorentina chứng minh dù không còn ở đỉnh cao phong độ như thời kỳ tại Manchester United, ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm tới. Với khả năng giữ sạch lưới và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, De Gea
đang viết tiếp câu chuyện của mình trong một chương mới đầy ấn tượng. Đây là minh chứng rõ ràng cho câu nói từng càng già càng cay và rằng sự tận tụy, lòng kiên trì luôn mang đến thành quả xứng đáng. Fiorentina hiện tại sở hữu một thủ môn không chỉ xuất sắc về chuyên môn mà còn là nguồn cảm hứng về tinh thần. Với phong độ hiện tại, De Gea hoàn toàn có thể trở thành một biểu tượng mới tại Serie A và chắc chắn sẽ còn tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho The Viola và người hâm mộ bóng đá khắp thế giới. MM với MU, Amorim khiến Sporting khổ sở. Ruben Amorim vừa chấm dứt những ồn ào về việc sắp trở thành huấn luyện viên mới của Manchester United vào cuối tuần này. Đó là những cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ. Điều này không hề dễ dàng. Huấn luyện viên 39 tuổi nói với Noticas trong bài phỏng vấn rạng sáng ngày 1 tháng 11. Sau trận đấu giữa Sporting và Estrella, chúng ta sẽ có tất cả lời giải thích này. Quyết định sẽ được công bố, nhưng ồn ào này sẽ sớm kết thúc. Amorim cũng thừa nhận các cầu thủ Sporting khá lo lắng khi biết tin về huấn luyện viên trưởng. Song chiến lược gia này cũng nhấn mạnh chưa có cuộc lùi luận nào ở câu lạc bộ lúc này. Dẫu vậy, nhiều nguồn tin từ Sporting cho biết ban lãnh đạo câu lạc bộ rất lo lắng, bởi lẽ việc mất huấn luyện viên trưởng ngay trong thời điểm này của mùa giải sẽ khiến tình hình ở Sporting bất ổn. Đội bóng đang bảo vệ danh hiệu vô địch quốc gia, đồng thời thi đấu ở UEFA Champions League. Nhiều trụ cột của nhà đương kỳ vô địch Bồ Đào Nha cân nhắc khả năng chia tay câu lạc bộ ngay trong phiên chợ tháng 1 tới. Trước đó, giám đốc thể thao Hugo Viana, nhân tố cực kỳ quan trọng trong thành công của Sporting mùa giải vừa qua, cũng đồng ý đến Manchester City mùa giải 2025-2026. Và lúc rạng sáng ngày 2 tháng 11 theo giờ Hà Nội, Sporting sẽ bước vào trận đấu ở vòng 10 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha gặp Estrella trên sân nhà. Truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin đây gần như là trận đấu cuối cùng của Amorim trên cương vị huấn luyện viên trưởng Sporting. Manchester United muốn dứt điểm sớm thương vụ Amorim vào cuối tuần này. The Times cho hay ban đầu Quỷ Đỏ gặp vướng mắc trong điều khoản đền bù hợp đồng cho phía Sporting khi đội bóng Bồ Đào Nha đòi thêm 5 triệu euro để giải phóng cho hợp đồng 3 trợ lý của Amorim. Song đến cuối cùng thỏa thuận đàm phán được chốt ở mức 1 triệu euro. Như vậy, Quỷ Đỏ thành Manchester sẽ trả 10 triệu euro để đền bù hợp đồng của Amorim cộng thêm 1 triệu phí giải phóng cho đội ngũ trợ lý của huấn luyện viên này tại Sporting. Manchester United trả mức lương lên tới 8 triệu euro, tương đương 67 triệu bảng Anh cho huấn luyện viên Amorim, gần gấp 3 lần so với thu nhập hiện tại của ông tại Sporting Lisbon, được cho là sẽ chỉ khoảng 3 triệu euro mỗi năm, tương đương với 2,5 triệu bảng. Ông sẽ đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 2,5 năm, kèm theo đó tùy chọn gia hạn thêm 1 năm vì huấn luyện viên tài năng này sẽ tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford ngay từ đầu tuần tới. Messi, tôi phải đổi cách chơi vì tuổi tác. Siêu sao 37 tuổi Lionel Messi nói rằng anh vẫn chưa quyết định sẽ dự World Cup 2026 vì vấn đề thể lực và tuổi tác. Messi chuẩn bị cùng Inter Miami tại đấu Atlanta United sáng ngày 3 tháng 11 giờ Hà Nội để tranh suất vào bán kết khu vực miền Đông MLS Cup Playoff. Anh được chọn vào danh sách đề cử cuối cùng cùng 5 cầu thủ cho giải thưởng cầu thủ hay nhất mùa giải. Dù chỉ chơi 20 trong 35 trận đã qua tại MLS 2024, thủ quân Miami ghi 20 bàn, kiến tạo 11 lần, đồng thời là cầu thủ ghi dấu giày và nhiều bàn nhất giải. Tôi đã thay đổi cách chơi để thích ứng với tình hình tuổi tác, anh nói trên 433. Ở mỗi khía cạnh, tôi đều phải thay đổi một chút, tự đổi mới bản thân để phù hợp với MLS. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi chơi bóng ở đây, ngay từ những giây phút đầu tiên, mùa đầu tiên tại MLS năm 2023. Messi chỉ chơi 6 trận, ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn, trong khi Inter Miami chỉ đứng vị trí 14 khu vực miền Đông, không có suất đá playoff. Mùa này, Inter Miami đứng đầu miền Đông sau 34 trận được trao danh hiệu Supporters Shield và lập kỷ lục 74 điểm. Đây là chức vô địch lần thứ 2 trong lịch sử câu lạc bộ sau League Cup, nhưng đội vẫn muốn giành thêm MLS Cup, danh hiệu cao quý nhất bóng đá Mỹ. Để xây dựng một đội bóng mạnh, chúng tôi cần danh hiệu, Messi nói thêm. Ngay sau khi tôi gia nhập, Miami đoạt League Cup, danh hiệu đầu tiên của đội. Chúng tôi là một ứng viên vô địch MLS Cup nhưng vẫn tôn trọng các đối thủ khác. Messi cũng cho biết anh nhận được nhiều câu hỏi, đặc biệt từ Argentina về khả năng dự World Cup 2026 ở Mỹ, Canada và Mexico. Tôi chỉ hy vọng sẽ kết thúc năm 2024 ổn định và chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải 2025, anh nói thêm. Từ đó, tôi mới xem bản thân thể hiện ra sao. Tôi vẫn chưa quyết định sẽ dự World Cup tiếp theo hay không. Thời gian còn dài và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì thế, tôi không nghĩ nhiều tới viễn cảnh đó. Chức vô địch Supporters Shield cùng Inter Miami là danh hiệu thứ 46 của Messi, nhiều hơn người đứng thứ hai Dani Alves 3 lần đăng quang. Trong số này, ý nghĩa nhất với anh là World Cup 2022, khi siêu sao Argentina cho rằng vô địch giải này là ước mơ của mọi cầu thủ. Ngoài ra, anh còn vô địch Champions League 4 lần, La Liga 10 lần và Copa America 2 lần. Messi cũng đã giành 56 giải thưởng cá nhân, trong đó có 8 quả bóng vàng và 2 quả bóng vàng World Cup. Thần đồng Brazil làn lóng ở Real.
thời gian thi đấu và thành tích của Enrique sụt giảm nghiêm trọng tại Real Madrid cũng như tuyển Brazil. Theo báo Tây Ban Nha AS, ngày 31 tháng 10, trận El Clasico vừa qua đánh dấu trận thứ tư liên tiếp của Enrique vắng bóng trong đội hình Real. Ba trận còn lại là các trận thắng Villarreal, Celta Vigo ở La Liga và Dortmund ở Champions League. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti dường như không còn muốn sử dụng tiền đạo 18 tuổi, ngay cả khi Rodrigo không thể thi đấu ở trận thua Barca 0-4 do chấn thương. Huấn luyện viên người Italia vẫn phớt lờ thần đồng người Brazil và chỉ dùng cặp tiền đạo Vinicius, Kylian Mbappe. Yếu tố có thể đã khiến Enrique mất niềm tin nơi Ancelotti là màn trình diễn tệ trong trận thua Lille 0-1 ở Champions League hôm 2 tháng 10. Khi đó, tiền đạo tuổi tin bỏ lỡ một cơ hội tốt nhất trước thủ môn Lucas Chevalier. Trong một tình huống thuận lợi khác, anh không chuyền cho giúp Bellingham dứt điểm. Tình hình tương tự cũng đã diễn ra ở tuyển Brazil. Trong hai trận vòng loại World Cup 2026 giữa tháng 10, Enrique chỉ chơi 14 phút trước Chile và 12 phút trước Peru. Huấn luyện viên Dorivan trao suất đá chính cho tiền đạo mới ra mắt đội tuyển Igor Jesus thay vì đặt niềm tin vào thần đồng 18 tuổi. Chính Jesus ghi một bàn đóng góp hiệu quả vào lối chơi chung, qua đó giúp Brazil thắng Chile 2-1 và Peru 4-0. Enrique đang trở nên vô hình. Bài bình luận của AS có đoạn thêm rằng Enrique không có cách nào khác là phải chấp nhận thực tế, tập luyện và tận dụng cơ hội tốt hơn. Enrique gia nhập Real vào mùa hè vừa qua. Đội bóng Tây Ban Nha phải trả phí chuyển nhượng 39 triệu USD cho Palmeiras và tối đa 20 triệu USD nữa, tùy thuộc vào danh hiệu tập thể, cá nhân, số bàn và số trận. Tiền đạo 18 tuổi từng khởi đầu tốt khi ghi bàn trong trận ra mắt La Liga trước Valladolid và trận ra mắt Champions League trước Stuttgart. Anh cũng gây ấn tượng với 12 pha dứt điểm hướng khung thành trong 107 phút quốc áo Real. Enrique cũng khởi đầu tốt với tuyển Brazil khi ghi 3 bàn trong 13 trận. 3 bàn này để cho các trận giao hữu thắng Anh 1-0, hòa Tây Ban Nha 3 đều và thắng Mexico 3-2 năm 2024. Anh và Tây Ban Nha sau đó đều vào chung kết Euro. Enrique nổi danh khi ra mắt Palmeiras 56 tuổi. Anh ghi 21 bàn trong 82 trận cho câu lạc bộ Brazil, giành 2 chức vô địch quốc gia, 1 siêu cúp quốc gia và 2 chức vô địch bang Sao Paulo.